Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Triều Vương lại trân trọng giới thiệu với cả nhà một sản phẩm mới vừa được hoàn thành. Đó là một chiếc vòng nữ gắn đá quý. Viên đá chủ là viên đá ruby hàng Thái Lan, thiên nhiên 100% không qua xử lý. Với thiết kế là hai bên là hai trái tim nhỏ và chạy dọc theo hai sườn là hoàng đá sapphire nhân tạo màu trắng để tạo nên sự mềm mại cho chiếc vòng và cũng làm nền cho viên đá chủ ruby nổi bật. Đây là một trong những thiết kế nhìn cũng khá là bắt mắt, mềm mại và trọng lượng vàng là 5 chỉ vàng 750 18k, khá chắc chắn. Với những đường nét uốn lượn đơn giản thôi nhưng cũng làm toát lên được cái vẻ mềm mại và nữ tính của chiếc vòng đá quý gắn ruby rất đẹp. Rất lung linh. Rất là lung linh. Viên ruby Thái này có cái màu hồng ánh sen, cái gam màu tươi làm cho chị em đeo chiếc vòng này sẽ là trẻ trung. Đấy. Với những đường nét rất là làm rất là kỹ lưỡng tỉ mỉ trong những cái chi tiết nhỏ như vào đá nhỏ, đá sapphire. Công ty của Triều Gôn là một công ty chuyên người cung cấp đá quý bán xỉ lẻ toàn quốc và là một trung tâm thiết kế trang sức trên nền tảng kỹ thuật 3D. Công thiết kế gia công chế tác là rẻ nhất Việt Nam. Mọi người có nhu cầu mua đá quý hoặc lên đồ trang sức thì hãy liên hệ Triều Gôn nhé. Qua video clip này mọi người thấy hay hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn nút quả chuông ở phần tất cả để được theo dõi nhiều video clip tiếp theo. Triều Gôn xin chân thành cảm ơn tất cả các anh các chị và chúc các anh các chị luôn luôn sức khỏe, thành công trong cuộc sống.